Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Nhâm Thân, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Và ngày hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ Kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần. Về ngũ hành ngũ hành niên mệnh kiếm phong kim ngày nhâm thân tức chi sinh can nghĩa là kim sinh cho thủy và ngày hôm nay là ngày cát Về nạp âm kiếm phong kim kỵ tuổi bính dần canh dần ngày thổ hành kim khác với hành mộc đặc biệt là tuổi màu tốt nhờ kim khắc mà được lợi ngày thân lục hợp với tỵ tam hợp với tí và thìn thành thủy cục xung với dần hình dần hình hợi hại hợi phá tỵ và tuyệt mão vài tuổi xung khác trong ngày tuổi bính dần canh dần canh thân tuổi xung trong tháng tuổi quý dậu kỵ dậu ất sửu ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức tốt mọi việc. Sao thiên mã, hay còn gọi là sao lộc mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc. Sao nguyệt giải, tốt mọi việc. Sao giải thần, đại cát, tốt cho việc tế tự. Tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu. Sao yếu in, hay còn gọi là sao thiên quý, tốt mọi việc. Nhất là cưới hỏi, sao thiên ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao bạch hổ, kỵ về an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Và sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân Tý Thìn phù trợ, cái điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn đang rất chi là tốt đẹp, được thăng hoa rực rỡ. Bạn hiểu được bất cứ cái mối quan hệ nào cũng có lúc thăng, lúc trầm, những sóng gió đã qua càng khiến cho bạn nhận ra được người ấy quan trọng với mình tới nhường nào. Lại thêm, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý đang có được sự xuất hiện của chính tài chiếu mệnh, cho thấy với bạn đang có được một ngày tiền bạc được sung tốc, có thể khoản đầu tư mà bạn đã mong ngóng suốt bao lâu nay đã đến kỳ thu hoạch hoặc cũng có thể là bạn sẽ nhận được một khoản thưởng cho những công sức mà bấy lâu nay bạn đã bỏ ra. Ngày này, nếu như bạn có ý định làm giàu, bạn đừng có ngại đặt ra cho mình những mục tiêu có tính thử thách cao hơn. Tham vọng sẽ dẫn cho bạn tiến tới thành công và bạn tự tí, bạn là người nhanh nhẹn và giỏi nắm bắt được các cục diện của thời cơ, các kế hoạch của bạn chắc chắn sẽ được xuân xịa theo đúng như lộ trình vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim chuyện tình cảm được thăng hoa đôi lứa được hạnh phúc tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy sau bao sóng gió lại càng thêm yêu người kia hơn tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa về tiền tài được sung túc đầu tư thu lời tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ được thưởng nhờ công sức và nỗ lực của bạn trong thời gian qua, tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc nên đặt ra những mục tiêu có tính thử thách cao hơn để được thăng tín xa hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu, thứ năm, ngày 25 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Sửu đang phải trải qua một ngày có điểm báo gặp họa phá tài nếu như bạn không có sự trân trọng trong các quyết định liên quan tới tiền bạc kíp tài chiếu mệnh báo hiệu cho bạn chỉ có một giây thiếu tỉnh táo mà bạn cũng có thể đánh mất đi khoản về tài chính lớn mà mình đã tích quốc bấy lâu nay. Với bạn tự xỉu, bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng và đưa ra những quyết định lý trí hơn. Đừng có vì lòng tham nhất thời mà thực hiện những hành động liều lĩnh, đặc biệt là những ai làm trong những lĩnh vực kinh doanh không nên bất chấp tất cả vì ham cái lợi trước mắt. Hôm nay là một ngày có thổ dưỡng cho Kim cho thấy thời điểm này với bạn tuổi Sửu rất thuận lợi cho những bạn đang còn độc thân nhanh chóng tìm được hạnh phúc của đời mình. Bạn đừng có quá quan tâm tới quá khứ và những nỗi buồn đau mà bạn đã từng trải qua, bạn hãy hướng tới tương lai tươi sáng hơn với những điều ngọt ngào mà tình yêu mang tới cho bạn. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim đang có điểm báo họa phá tài nên cẩn trọng trong các quyết định về tiền bạc. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy, cái nguồn tài chính của bạn vất vả tích cóp có thể thất thoát nếu như bạn thiếu tỉnh táo. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, đừng có vì ham cái lợi trước mắt mà hành động liều lĩnh từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ đối với những bạn đang còn độc thân thì có được cơ hội tìm được một nửa yêu thương từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc đã đến lúc bạn nên gác lại quá khứ về sau lưng để tận hưởng hạnh phúc ở hiện tại về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 8 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cá tường màu vàng màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần, thứ năm, ngày 25 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần, xem tử vi cho thấy bạn tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi, cái điều này khiến cho các mối quan hệ của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay đang có dấu hiệu bị rạn nứt sau những mâu thuẫn bất đồng ý kiến với nhau. Lúc này, với bạn tuổi dần nên học cách kiềm chế, hạ thấp cái tôi của mình xuống, chứ đừng có để cho sự việc đi quá xa, khiến cho bạn hay là những người liên quan cảm thấy hối hận. Chẳng những vậy, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi dần, công việc của bạn cũng gặp nhiều trục trặc khi bạn đang gặp ngày có thiên quan giáng họa, gây ra nhiều thị phi, ảnh hưởng tới danh tiếng cá nhân và cả nhiệm vụ mà bạn đang đảm nhận nữa. Bạn mạnh tuổi dần cần phải nhanh chóng giải quyết những vấn đề này để giảm bớt thiệt hại cho mình. Ngày này với bạn tuổi dần cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc, cái con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay cũng không được suôn sẻ cho lắm. Đối với những bạn đang quản độc thân thì cần nhiều dụng khí hơn để tiến tới bày tỏ tình cảm với người mà mình yêu thương. Bạn hãy cứ tự tin vào chính bản thân mình bởi khi bạn tự tin cũng là lúc bạn tỏa sáng nhất. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, quan hệ xã giao giãn nứt, đau đầu xoay sở để trọn vẹn đôi đường từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, bất đồng quan điểm dẫn đến mâu thuẫn tình cảm bị sứt mỉa. từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ công việc gặp nhiều trục trặc thị phi ảnh hưởng tới danh tiếng cá nhân từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc Đối với những bạn đang quản độc thân thì cần có thêm dụng khí để theo đuổi hạnh phúc. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, hãy cứ tự tin vào chính mình, đừng có mãi rụt rè, e ngại nữa. Về đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường, màu điên, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2021 Ngày thứ năm này với bà tuổi Mão, xem tử vi cho thấy với bà tuổi Mão đang gặp được ngày có chính tài chia chở, chẳng những con đường tài lộc của bạn được khởi sắc mà con đường công danh của bạn cũng có được những tín hiệu đáng mừng. Bạn mệnh tuổi Mão thể hiện rõ được tinh thần trách nhiệm của mình với công việc và sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để hoàn thành công việc đúng như thời gian quy định. Lại thêm, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão, bạn là người có thái độ chính trực và tinh thần cầu tín, sẵn sàng đương đầu. Bạn được cấp trên tin tưởng và giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Bạn không bao giờ phụ lòng tin của mọi người. Tuy nhiên, ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn mệnh nên chú ý điều tiết cái mối quan hệ với anh chị em trong nhà. Đừng có nghĩ rằng người trong nhà thì không cần phải giữ phép để ăn nói thế nào với họ cũng được. Những lời nói của bạn có thể gây tổn thương sâu sắc cho những người thân yêu nhất của mình nữa đó. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, con đường tài lộc của bạn được khởi sắc thoải mái trong việc chi tiêu. Từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh họ có tinh thần trách nhiệm cao và sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân cho công việc chung. Từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ nhận được sự tin tưởng của cấp trên nhờ thái độ chính trực. Từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc chú ý điều tiết cái mối quan hệ với anh chị em trong gia đình. Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim đừng có bao giờ xiêm nhẹ quan hệ thứ bậc với người thân thiết. Vài đánh giá của bà tuổi mạo trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi, Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ năm này với bà tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ. Cho nên, ngày này mang đến cho bạn có được những cơ hội mở rộng cái mối quan hệ thông qua các cuộc gặp gỡ mới mỉa. Điều này chẳng những tốt cho công việc của bạn về sau này mà rất có thể còn giúp cho bạn độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp với mình nữa. Tình cảm đến quá nhanh khiến cho bạn tự thìn có phần choáng ngợp và một chút e ngại. Tuy nhiên, bạn hãy cứ thoải mái tìm hiểu nhau từ từ để cả hai đều có ấn tượng tốt về đối phương có duyên thì ắt sẽ tìm được tiếng nói chung, còn vô duyên thì cứ coi như một trải nghiệm thú vị với mình. Ngày này với bà tuổi Thìn không phải là ngày may mắn trong cái vận trình tài lộc của bạn, bởi bạn đang có sự cứng nhắc và cố chấp do tỷ kim chiếu mệnh gây ra có thể khiến cho bạn mắc phải sai lầm khi dốc hết tiền về đầu tư vào một lĩnh vực về tài chính nào đó. Về tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh hỏa có cơ hội mở rộng cái mối quan hệ xã giao trong các cuộc gặp gỡ mới mẻ. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc hãy cứ tín từng bước chậm rãi thay vì vội vàng trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim không nên tiến hành đầu tư về tài chính trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy cần có sự linh hoạt hơn để nắm bắt cơ hội và thu lợi về cho mình. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cá tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi giàu, tuổi thân. tử vi tuổi tỵ thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2021 ngày thứ năm này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho thấy với bà tuổi tỵ đang có điểm báo bạn phải trải qua một ngày gặp nhiều chuyện buồn trong chuyện tình cảm thậm chí là bị tổn thương sâu sắc trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi gây ra có thể là hai người nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến chia ly, hôn nhân rã nứt, gia đạo bất an. Với bạn tuổi Tỵ, những mâu thuẫn trong ngày này khó có thể tránh khỏi được, dẫn đến với những hiệu nhầm không đáng có có thể xảy ra, chỉ cần hai người dành thời gian ngồi lại với nhau để nói chuyện thẳng thắn với nhau sẽ tìm ra được cách giải quyết vấn đề sao cho phù hợp. Vì vậy với bạn tuổi Tỵ, đừng có nên trốn tránh vấn đề bằng cách giữ im lặng như vậy nữa. Ngày này, trái với những chuyện không vui trong tình cảm thì bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh sẽ giúp đỡ cho bạn khá nhiều trong công việc. Tất cả các vấn đề bất ngờ đều được bạn xử lý một cách gọn gàng khiến cho không ít người phải ngạc nhìn về năng lực của bạn. Dường như với bạn tuổi tỵ tì đang tìm ra cách kiếm tiền để mình trở nên bận rộn để có thể quên đi những nỗi buồn trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý tới sức khỏe của bản thân mình nữa. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, tình cảm có nhiều bấp bênh, có thể bị tổn thương sâu sắc. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, Mau thuận dễ dẫn đến chia ly, gia đạo bất an. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, đừng có dùng sự im lặng để trốn tránh vấn đề. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, công việc được xử lý gọn gàng khiến cho mọi người bất ngờ về năng lực của bạn. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy trở nên bận rộn làm việc mà bủa bê sức khỏe, không chăm sóc cho cơ thể. Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe, 3 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 2, số 7, giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cá tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi Ngọ, thứ năm, ngày 25 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ năm này với bà tuổi Ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Ngọ đang gặp được ngày cố chính ấn trợ mệnh. Cho nên bạn có thể khẳng định được vị thế của mình trong công việc và bạn tuổi ngọ được cấp trên tin tưởng và ưu tin trao cho bạn nhiều trọng trách quan trọng nữa. Ngày này, bạn tuổi ngọ cũng nên cố gắng tận dụng cơ hội này để phát huy hết sức của mình, thể hiện được năng lực cá nhân cũng như là khả năng lãnh đạo của bản thân. Đây sẽ là bước tín lớn cho bạn trên con đường sự nghiệp mở thêm nhiều không gian phát triển trong tương lai cho mình. Tuy nhiên, trong ngày này đối với gia đình có thai phụ thì lại không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim có được cơ hội khẳng định vị thế trong công việc tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy được cấp trên tin tưởng và ưu tin trao cho nhiều trọng trách quan trọng từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, nên cố gắng tận dụng cơ hội để phát huy hết khả năng của mình từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ được tạo điều kiện để mở ra không gian phát triển cho tương lai từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là sửa chữa đục đẽo có điều cái điều này có thể làm ảnh hưởng tới thai thần. Vài đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi mùi thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi á xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh đây là hung thần giáng họa làm cho bạn đang có điểm báo có hiểm họa bất ngờ có thể xảy tới với bạn bất cứ lúc nào đòi hỏi bạn cần phải cẩn trọng và đề phòng cảnh giác. Và với bạn tuổi mùi, dù là ngày có ngủ hành tương sinh nhưng bạn đang gặp ngày có thổ sinh xuất chua kim, cái điều này khiến cho chuyện tình cảm của bạn cũng chẳng được xun xịa như ý muốn. Bạn đã chua đi mà không màn nhận lại, còn đối phương thì đã quyên với việc được bạn quan tâm, chăm sóc cho nên không hề để tâm tới cảm nhận của bạn. Điều này càng khiến cho bạn tử mùi, cảm thấy chạy lòng rất nhiều và chẳng còn muốn cố gắng như trước nữa. Nếu tình cảm luôn chỉ có sự quan tâm, vun viến từ một phía thì sẽ chẳng thể nào bền lâu được. Bạn hãy thử cho cả hai một khoảng thời gian để kiểm nghiệm tình cảm và suy nghĩ lại xem có cần bạn trong đời không. Bạn biết nắm, hãy biết buông, đừng mãi hy sinh mà không có được hạnh phúc cho mình như vậy về từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim vận trình không được suôn sẻ làm gì cũng phải cẩn trọng từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy nên đề cao cảnh giác để tránh hiểm họa bất ngờ xảy ra từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa tình cảm cho đi nhưng không được hồi đáp xứng đáng từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ cảm thấy chạy lòng vì nửa kia luôn hờ hững và lạnh lùng từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc hãy cho cả hai một khoảng thời gian tạm xa cách để xiêm lại mối quan hệ này vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 8 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cam quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mão ngọ Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thân á, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thân đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cho nên bạn sẽ có được phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Bạn mệnh là người thông minh, khôn khéo và nhanh trí cho nên đã nắm bắt được thời cơ kinh doanh. Thế nên cái chuyện phát tài phát lộc của bạn không quá xa vời nữa. Vạn sự khởi đầu nan, những thử thách bụi ban đầu sẽ làm cho bạn tuổi thân có được bàn đạp vững tín. Với người bi con thì đó là bất hạnh, nhưng với bạn có được tinh thần nhiệt tình, sôi nổi, giúp cho bạn có thêm nhiều dụng khí để khiêu chín với những khó khăn. Cơ hội trời cho không phải lúc nào cũng có sẵn trước mắt. Đối với những bạn kinh doanh buôn bán, nên tập trung để nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội. Không phải ai cũng may mắn nhìn thấy được thời cơ trước khi những người khác thấy lợi là lao vào. Lợi thế tin phong, đừng có để ủng phí đi. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thân cũng đang gặp ngày có kim khí vượng. Bạn mệnh nên chú ý nhiều hơn tới các vấn đề về sức khỏe của mình, đặc biệt là dạ dày và đường tiêu hóa. Làm việc quá say mê có thể khiến cho bạn quên ăn, quên ngủ, ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của mình về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy nhận phần thượng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa với những thử thách buổi ban đầu sẽ là bàn đạp để cho bạn tiến bước xa hơn. Tử vi tuổi mậu than thuộc mệnh thổ với tinh thần nhiệt tình giúp cho bạn có thêm nhiều dụng khí để khiêu chín với những khó khăn. Tử vi tuổi canh than thuộc mệnh mộc đối với những bạn kinh doanh buôn bán nên tập trung để nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội trời cho. Tử vi tuổi nhâm than thuộc mệnh kim nên chú ý hơn tới các vấn đề về dạ dày đường tiêu hóa. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi Dậu Từ vi tuổi giàu thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dậu xem tử vi cho thấy bạn tuổi dậu đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh nhắc nhở bạn nên tránh những cuộc tranh cãi không cần thiết với những người xung quanh để không vướng phải những rắc rối không đáng có xảy ra với mình Đôi khi sự hiếu thắng và tham vọng khiến cho bạn quýt hơn thua cho bằng được. Đây là thói quen xấu mà bạn cần phải sửa đổi càng sớm càng tốt. Vận trình công việc của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này cũng không có được nhiều sự khởi sắc. Tuy nhiên, mọi chuyện đang có dấu hiệu đi vào lối mòn cũ, không có gì biến chuyển khiến cho bạn tuổi Dậu dần mất đi phương hướng làm việc tinh thần ủy oải khiến cho công việc của bạn hoàn thành kém hiệu quả không được như ý muốn ngày này tâm trạng của bạn tuổi dậu bị giảm sút đáng kể khi bạn không có nhiều cảm hứng để vun đắp cho chuyện tình cảm lứa đôi bạn cũng chẳng mấy hào hứng hay là mong đợi những buổi hẹn hò với người ấy nữa tình cảm cứ thế mà nguội lạnh dần đi thiếu bàn tay chăm sóc và vun vén của hai bên về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy nên tránh các cuộc tranh cãi không cần thiết từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa dễ gặp rắc rối vì sự hiếu thắng và quyết hơn thua với người khác từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ công việc không có khởi sắc hay là chuyển biến gì so với trước đó từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc mất hứng thú khi làm việc Do mọi thứ đi vào lối mòn cũ, ảnh hưởng tới hiệu quả công việc, từ vi tuổi quý giàu thuộc mệnh kim, tình cảm ngội lạnh vì không được vun viến từ hai phía. Về đánh giá của bạn tuổi giàu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi Sửu tuổi Thìn Từ vi tuổi Tuất thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2021 ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất Xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày cô ngũ hành thân Tuất tương hội mang lại cho bạn có được cái vận quý nhân giúp đỡ làm cho bạn có được suy nghĩ thông suốt với những vấn đề mà trước đó bạn bị đi chậm lại hay là đi vào ngõ cụt lúc này với bạn tuổi tuốt biết được mình nên làm gì và không nên làm gì để giải quyết những khó khăn trước mắt Nhờ vậy mà với bạn tuổi Tuất cũng thoát khỏi được tình trạng mệt mỏi, căng thẳng khiến cho bạn đau đầu với những ngày trước đó. Đây cũng là lúc mà bạn tuổi Tuất nhìn lại để rút ra kinh nghiệm cho bản thân để không đi vào vết xia đổ lần trước nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất cũng đã gặp được ngày có ngũ hành, thổ sinh cho kim vượng, cái chuyện tình cảm gia đình trở nên khang khít hơn, dù đã rõ ràng là thời gian dành cho những người thân yêu của bạn bị hạn hẹp rất nhiều. Gia đình chính là nguồn động lực để cho bạn tuổi tuất luôn nỗ lực hết mình hơn nữa. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh họ có được quý nhân xôi đường trị lối để thoát khỏi những khó khăn. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ tìm ra phương pháp giải quyết các vấn đề đang còn tồn đồng từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nên dành thời gian nhìn lại và rút kinh nghiệm cho bản thân mình sau khi trải qua sóng gió từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim tình cảm gia đình thêm khang khít tạo động lực để cố gắng hơn từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy suy nghĩ thông suốt các vấn đề rối ren trước đó vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. tử vi tuổi hợi thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi hợi xem tử vi cho thấy bạn tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo có họa thị phi từ trên trời rơi xuống bạn dễ phạm phải tiểu nhân bị kích động và tổn thương lòng tự trọng nữa với những lời đàm tiếu khiến cho bạn tuổi hợi rơi vào trạng thái mong lung, không biết phải xoay sở ra làm sao để giải quyết những rắc rối. Bạn cần phải tỉnh táo nhìn ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề ở đâu vì từ đó bạn mới tháo gỡ được những khúc mắc mình đang gặp. Nếu mình có sai sót thì hãy sửa, còn không hãy học cách là lờ đi những kẻ xấu đó vận trình tài lộc của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này đang có dấu hiệu khởi sắc nhờ bạn đang gặp được ngày có thiên tài tác động tích cực tới bạn trong ngày này đối với những bạn làm công ăn lương có được người giới thiệu cho công việc làm thêm trong thời gian rãnh việc có thêm thu nhập cũng sẽ giúp cho bạn có được tinh thần thêm phần hứng khởi hơn thoải mái hơn rất nhiều về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa có điểm báo thị phi từ trên trời rơi xuống. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ bị tiểu nhân công kích, đàm tiếu, làm tổn thương lòng tự trọng. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc luôn giữ tỉnh táo để nhìn ra nguyên nhân gốc rễ của rắc rối. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim nếu sai thì hãy sửa quản không thì hãy lở đi những kẻ ganh ghét. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, tài lộc có dấu hiệu được khởi sắc, tìm được nguồn thu nhập ngoài luồng. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.